mình đã có bản đồ check in và nó đi song song với bản đồ con Bạch Thỏ luôn, mặc dù Bạch Thỏ chưa có hết, còn 6 ngày nữa mới hết, nhưng mà nó đã mở ra cho mình cái bản đồ check in rồi. Đây là bản đồ cũ. Sau đó một phần là thằng Choi sau này nó sẽ đi vào bản đồ vĩnh viễn luôn anh em. Choi sẽ gia nhập vô cái vĩnh viễn. Hiện tại nó vô chưa? Sao không thấy Choi? À có, Choi đã vào bản đồ vĩnh viễn rồi ha. Đây là một cái nhân vật ray up trước đây, nhưng bây giờ sau đó thì nó đã vào vĩnh viễn rồi. Ai về bản đồ mới, mình có 77 lần quay. Chơi rồi, chiến luôn nha, nhanh gọn lẹ. Anh em nào bị lỗi màn hình đen là coi chừng cái lỗi của camera sensitivity nha. Anh em đừng có chỉnh cái camera, độ nhạy camera. Oh, hello Minh Tâm, nay chính thức nè Minh Tâm. Ồ, nhưng mà thôi, ở chơi Genshin đi em, Genshin đang hay. Game này coi được rồi. Oh, hãm rành tích FPV đó. 7.000 ra với lại mới quay vé quay trắng. Lệch đi, lệch đâu lệch. Lệch đâu lệch. Cái game này dễ ra lắm, 70 lần là ra à. Còn mình mấy lần này, mình 58 lần rồi nè. Cái câu chuyện mà cái game này mà mới bị lỗi là bình thường nha. Mấy cái ngày mới mới ra thì nó dễ bị lỗi lắm, cho nên anh em cũng từ từ bình tĩnh, lên Google search thêm. Có nhiều lỗi anh không biết đâu mày, anh biết được cái lỗi sửa màn hình đen thôi. Nếu cho anh bị lỗi anh bị á, anh tìm cách giải quyết thì anh mới biết cách xử lý cái lỗi đó. Bây giờ mọi người chơi trước anh mà, giờ nói anh đâu có biết được lỗi gì gây bị đen đúng không? Game này thì nói chung develop còn yếu, mình phải tương tác chỉ nó sửa từ từ. À, trời ơi, 1, 2, 3 món 4 sao luôn, bây giờ. Cuối cùng, chưa có món 5 sao nào cả. Chính thức rồi, Tâm, ừ. Vàng luôn. Nãy giờ như chưa có âm thanh, chết không. Toàn quá. Tại sao lại không có âm thanh của người ta? Trên lợt này, trên có review liền. Alo, sao anh bị lỗi âm thanh ta? Như mọi người không có âm thanh, nghe được âm thanh đúng không? Sao? Solo level này. Output là headphone. Rồi. Trên rồi, confirm lụm, có quay tiếp nữa hay không? Mà âm thanh lên đã. À quên. Đã giờ quên mất âm thanh rồi, đã được một cái con C1. Sau đó mình coi là đọc kêu chứ trên cổng gì. Kêu khi the dancer hit dancer sẽ có 66% cơ hội để range target, thì cái hiệu ứng range, cái hiệu ứng xấu này có tác dụng là làm cho cái mục tiêu phải nhận 12% tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích. Vậy coi như con Chain này là một nhân vật hỗ trợ để gia tăng sát thương bạo kích và tỷ lệ bạo kích cho con Man ha. Nếu nó đi với Man thì nó bóp bằng cái chiêu này. Đó, nó bóp bằng cái chiêu support này. Khá là ngon. Hiệu ứng gọi là làm quá dính hiệu ứng Rain, tăng 12% sát thương bạo và 12% tỷ lệ bạo. Ngoài ra nó có một cái hiệu ứng thú vị nè, là khiến cho con quái không thể hồi máu, không target, không có khả năng hồi máu nè, trong vòng 30 giây là nó có hai cái debuff. Thứ nhất,
khi trong chế độ chơi main á thì nó sẽ làm quái không không có hồi máu được. Cái thứ hai là nó sẽ tăng tỷ lệ kích và sát thương một kích. Thì cái này nó lợi cho những cái con boss nào mà quá nhiều á, giống như là con rồng á, con rồng nó hay có vụ hồi máu nhiều á, giống như là mình chơi chain có thể là mình đánh chết con rồng á, không phải chết mà đánh bể cái móng con rồng được. Con rồng á, cái móng con rồng mình mạnh lên mình đánh vô đam nha, nhưng mà nó học phục hồi dữ lắm. Thì mình nghĩ là con chain này sẽ khắc chế con rồng á. Cái thứ nhất về cái chế độ hỗ trợ main. Rồi bây giờ trong chế độ hunter nó có gì? Chiêu này đơn giản vậy, có như đây thôi hả? Thì con này chơi dễ hiểu nè. À, trong chế độ hunter cái chiêu E đâm tới một kiếm gây ra 2000 skeletica rất là mạnh, cooldown 12 giây, gây sát thương nguyên tố ánh sáng. Trong cái đòn cuối cùng của chiêu này nó sẽ làm té ngã con quái, đam gây ra cho con quái trong trạng thái brand brand, tức là cái trạng thái bị tăng 12% tỷ lệ bổ kích và sát thương bổ kích đó. Khi mà con quái bị brand là nó sẽ tăng thêm 15% đam đối với chiêu E này. Ngoài ra nó sẽ apply, nó sẽ gây thêm một cái hiệu ứng xấu gọi là không thể phục hồi ha. Chiêu E này dùng để không thể phục hồi, làm cho quái không có hồi máu được, và đồng thời nó tăng 15% đam nếu như cái mục tiêu đã bị dính cái friend. Friend là cái đặc sản của con Chahin nè, tăng 12% tỷ lệ một kích và sức một kích quái phải nhận. Rồi tới chiêu Quy. Chiêu Quy đam ít hơn, scale đam 400 thôi, gây ra sát thương nguyên tố ánh sáng. Khi mà nhân vật đánh một đòn tỷ lệ bạo kích, đánh một đòn bạo kích chí mạng thì nó sẽ apply, nó sẽ gây ra cái điệu van tử thần, điệu van của kiếm. Khi skill sử dụng thì nó sẽ gắn thêm một cái hiệu ứng dancer. Dancer có thể gì sử dụng vô hạn số lần trong khi effect active. Cái dancer này nó còn ghê hơn cái brand nữa. Cái brand là làm cho con quái phải nhận 12% tỷ lệ một kích và sát thương một kích. Còn cái buff dancer này nó tăng cho cái con nhân vật của mình. Con nhân vật của mình sẽ được tăng 8% critical hit dam, sát thương bạo kích và ATK, tăng sát thương một kích và tăng ATK 8% cộng dồn 3 lần là tăng 24% sát thương bạo với lại 24% ATK, rất là nhiều. Và chỉ búp cho con chai in nha, chứ không có búp cho men. Cái này là chiêu của bản thân nó. Rồi vậy là chiêu Quy, trước khi vô trận mình sẽ đánh chiêu Quy trước. Đánh chiêu Quy để lấy búp điệu van tử thần. Đó là van của kiếm nè, thì mình dịch là điệu van tử thần ha. Nó sẽ chơi điệu van tử thần, lấy búp điệu van tử thần, đồng thời lấy cái búp dancer, búp sư vũ. Rồi sau đó đánh chiêu E dồn đam. Rồi chiêu nộ là cái gì? Chiêu nào gây ra 3000% ATK, rất là nhiều. Tiêu hao 100% ống nộ, gây sát thương nguyên tố ánh sáng. Và khi mà cái chiêu này dính á, thì nó sẽ làm cho trạng thái airborne, tức là bị hất tung. Nó sẽ hất tung con quái lên. Đồng thời nếu như mà target đã bị cái branded, tức là cái bạn trạng thái tăng 12% tỷ lệ bổ kích và sát thương bổ kích, thì đam sẽ tăng 30%. Rồi vậy là dễ hiểu luôn. Cuối cùng thì cái con chai này, cái lối đánh nó xoay quanh một cái búp gọi là búp brand, tức là cái búp này nè. Cái búp có cái hình này nè. Cái búp này sẽ có tác dụng là tăng 12% sát thương bộ 12% tỷ lệ một kích và sát thương một kích cho con quái. Quái phải nhận thêm cái nguồn đó. Đồng thời nó sẽ cường hóa những kỹ năng khác khi mà con quái có cái hiệu ứng xấu này. Cái này là hiệu ứng xấu trên người con quái nha. Thì giống như là ví dụ như mình xài chiêu nộ thì mình sẽ tăng 30% đam. Nếu mà xài chiêu E thì mình tăng thêm 15% đam. Rồi, nó sẽ cường hóa cho chiêu E với chiêu nộ. Cái hiệu ứng friend đó. Rồi đòn co là gì? Đòn co thì không có cái tác dụng gì quá đặc biệt. Đòn co chỉ gây đam thông thường thôi, gây sát thương ánh sáng và nó sẽ hất tung. Sẽ đánh thường. Hết ha. Đòn co không có liên kết trong cái cơ chế đặc trưng của chain. Thực ra hôm nay anh đọc cơ chế đặc trưng của rất là nhiều con thì anh phát hiện ra nè, như cái con này đi ha, chữ Y nè, thì cơ chế đặc trưng rất là phức tạp, nhưng mà đối với chai in cơ chế đặc trưng nó cực kỳ đơn giản và dễ hiểu. Nó chỉ có như đây thôi. Khi mà dancer hit thì có 66% range target. Dancer
Dancer là cái chiêu quy. Mình sẽ bắt đầu vào với chiêu quy để lấy cái dancer, lấy cái búp. Rồi sau khi có cái búp đó, còn mình sẽ đấm chiêu E, đấm chiêu nọ. Đó là chế độ hunter. Còn chế độ chimen thì dễ lắm. Chế độ chimen nhảy ra gọi nó ra một cái thì nó có cái brand liền. Hello Nu. Bận nếu được thì bận bộ ladder. Không bộ ladder thì bộ legend. Tức là những cái bộ liên quan tới cái Attica. Anh thấy một điều là con chain này nè, nó không có khả năng phá vỡ gì cả, cho nên thì nó cũng không có bận mấy cái bộ phá vỡ. So C. Giờ nói thánh di vật ha, cho anh em nào mà đang chơi có tham khảo liền. Thì trong cái bộ chiêu nó không có cái hiệu ứng gì quá đặc biệt cả. Nó gần như chỉ dây sát thương không à. Thì Fire open. Biết đi. Ok đây. Thì những cái bộ kiểu như sơ này, phá vỏ không xài này. Bộ rồng đỏ, thực ra cái đòn co của con Chain không có đóng cái vai trò gì trong cái lối chơi của nó cả, không dùng. Bộ sừng trâu với bộ hồ thủy thì cũng tình huống để một chút mình đánh coi chiêu nộ nó như thế nào. Nhưng hai bộ này thì chắc cũng ngang ngang tình huống, chỉ số đẹp xài. Thì chỉ còn hai bộ này thôi. Đây là bộ đẹp nhất, vừa tăng tỷ lệ bộ kích, tăng sát thương bộ kích, quá hợp luôn cho mọi nhân vật. Nhưng mà đặc biệt là con Chain thì nó build nó cascade Attica. Tức là Attica thì giống men. Thì con men, ngay cả men cũng chưa có đồ bận nữa thì con Chain cũng khó mà bận được bộ này. Mình sẽ ưu tiên con men hơn. Thì anh nghĩ là có lẽ bận bộ này nè, bộ Lian nè. À, bộ sư tử tăng 5% Attica hai món, còn 4 món thì nó sẽ giảm bỏ qua 15% phòng ngự. Thì bộ này anh thấy là có vẻ là hợp lý ha. Cái bộ này thì nó sẽ mạnh nhưng mà nó vấn đề chia sẻ tài nguyên giữa men với hunter thì cái bộ này mình cũng hơi khó xài. Tắt gì đi. Bộ sừng trâu với bộ hụt chắc không cần bộ hụt thủy đâu. Cứ là bộ phần sừng trâu. Sừng trâu thì chỉ số, sừng trâu nói chung là bộ sừng trâu thì con nào xài cũng được cả, tăng chiêu nộ mà. Mình chỉ bận nó cho đi bớt khi mà chỉ số nó đẹp. Đó là bình đồ. Mình đang sức thì Attica, nói vì Attica thì nó chỉ có 3 món như vậy thôi. Hai món chứ, hai món. Hai món Attica. Đây là giống men, nói chung là nó giống như men. Nếu mà mình có dư ra một set biết ngon thì cho Achein, còn không thì thôi. Bận nó set màu đỏ, set này tăng 20% Attica. Rồi, ngoài ra còn những cái set này thì ai cũng xài được, nhưng mà mình sẽ ưu tiên những cái set kiểu này cho tụi Hunter mà nó kêu theo HP hoặc Defense các bạn. Tại vì cái set này nó không có tính là Attica hay HP gì cả. Nó tính theo cái lượng máu. Thí dụ như cái bộ này thì nó sẽ khi mà mình dưới 70% máu thì mình tăng 30% dam thì con nào xài cũng được. Bộ này thì nó búp 20% đam khi mà con quái bị dưới 70% máu, con nào sẽ không được. Nói chung là hai bộ này thì nó phù hợp cho những cái đám bắt bê defense hơn. Đấy. Nếu mà chơi bận bộ này nữa thì bọn kia không có đầu bận. Hiểu không anh, hiểu không? Thì chơi nghĩ là bận bộ này là hợp nhất này. Cái này khỏi.